Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, và đây là lại sự trở lại của anh Nguyễn Hồng ạ. Vâng, anh ở Buôn Đôn, Đắk Lắk. Vâng, sau khi anh xem kênh YouTube, anh đặt cho mình một đôi loa chét rời bên ngoài để hỗ trợ cho dàn karaoke gia đình đi ạ. Vâng, đây là dòng JBL bãi Mỹ, rất là chất lượng và đặc biệt rất là rẻ, 600.000 một đôi đi ạ. Vâng, 600.000 bao ship toàn quốc, các bác có thể đặt bên Zika Audio để bên em cung cấp ạ. Bên em về rất là nhiều. Vâng, bên em đã test được một số bác rồi ạ. Vâng, bên em còn mấy đôi à, bên em cũng còn một số hộp kia nữa đây ạ. Một hộp bên em để kia để bên em nhận những các bác khách hàng tiếp theo. Vâng, và anh Hồng đây là chủ sở hữu của đôi loa chép rồi ạ. Vâng, chỉ 600.000 một đôi thôi các bác nhá, loa chép JBL bãi. Đặc biệt cái dòng này chống cháy rất tốt và nó được sở hữu một cái màng phản xạ âm thanh cho cái tính chép nó không bị chói, dù nó đánh rất là cao nhưng nó không bị chói. Đây là cái ưu điểm của dòng chép này ạ. Vâng, và đây tụ phía sau đây ạ. Vâng, chống cháy rất tốt các bác nhá, các bác có thể đấu trực tiếp mà không phải mua tụ. Vâng, đấy là cái ưu điểm đấy ạ. Vâng, em cùng mở nhạc to lên để anh Nguyên Hồng ở Đắk Lắk cùng trải nghiệm nhá. Vâng, hỗ trợ giải chép rất tốt. Vâng, chép đánh rất tốt ạ. Vâng, một bản nhạc mà không có chép tách bạch và sáng thì bài hát nó nghe rất là bí. Vâng, anh Hồng anh đã hiểu được điều đó và anh đã mua cho mình một đôi chép. Vâng, đánh giải chép rất hay ạ. Đấy. Toàn bộ những đôi chép này bên em đã lọc lựa rất kỹ ạ. Vâng, hoạt động đều là rất là ổn định. Vâng, và đôi chép của anh Hồng này cũng hoạt động rất là ổn. Vâng, sau đây em xin phép bỏ ra cho những đóng hàng anh Hồng nhé. Và cho cùng em chúc anh Hồng và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào anh Hồng, hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ.